Giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ tời sử dụng điện 220. Mình đã độ thành điều khiển cần tay sang cái điều khiển từ xa. Đấy, thì nhiều khi sử dụng cái điều khiển tay nó rất là vướng. Đấy, thì mình chuyển sang điều khiển từ xa nó đỡ dây dợ, nó quấn vào tời, quấn vào cáp. Nó gọn đi rất là nhiều. Đây là cái điều khiển tay của nó này. Cái điều khiển tay này mình đã cắt bỏ. Đấy. Giờ sử dụng điều khiển từ xa như này. Cái này thì nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố. Ở đây là cái nguồn dơ le của mình là nguồn 24V, cho nên là mình phải sử dụng cái bộ sạc 24V để lấy nguồn 24V làm nguồn điện. Nếu như các bạn có thể mua được cái dơ le 220V và bộ điều khiển từ xa 220V thì mọi thứ nó sẽ gọn gàng hơn. Cái dơ le này của mình là dơ le 160A, cho nên là nó có thể dùng cho mọi loại tời, bởi vì cái dòng của dơ le rất là lớn. Đây là bộ điều khiển này. Đó. Đấy này. Rất là nhàn. Đó. Mình thì không phải là dân điện tử cho nên là cũng làm nó thô sơ thôi, nhưng mà hiệu quả thì đạt được thì đều là chuẩn cả. Thì tất cả các thứ điện đóm mình đều bỏ vào trong cái tủ điện này. Các bạn cứ chuẩn bị một bộ điều khiển từ xa đảo chiều, hai con dơ le 4 chân và một con dơ le 6 chân. Điện áp thì đồng bộ 12V hoặc 24V đều càng tốt, hoặc là bộ điều khiển từ xa 12V và 24V đều tốt cả, đều dùng được. Ở đây mình sẽ mở cái phần điện đóm vào trong ra thì nó cũng bù xù lắm. Thì các bạn có nhìn chắc cũng không hiểu được cái sơ đồ của nó. Thì bạn nào có tâm huyết ấy, thì mình sẽ vẽ lại sơ đồ và gửi cho các bạn theo Zalo. Tất nhiên là vào những lúc có thể là rỗi rãi nhất, chứ nhiều khi mình mải mình cũng không làm được cái việc này. Đấy. Thì về nguyên lý cơ bản của cái động cơ, cái bộ đảo chiều này thì các bạn hiểu đơn giản nó như sau. Cái động cơ thì nó có 3 dây ra. Đấy, trong đó là nó sẽ có một dây là luôn luôn vào một nguồn điện lưới, và hai dây còn lại thì được cấp điện, cấp bên phải thì nó lên mà cấp bên trái thì nó xuống, tức là nó có 3 dây, trong đó nó có một dây là thẳng ăn thẳng, còn 2 dây là bạn cấp bên này thì nó lùi bên kia thì nó tiến. Đấy, thì đấy là bộ điện lưới. Còn về cái cách thức hoạt động của bộ dưới này thì do chắp vá lên các thứ vào thôi, nó cũng không có gì là khó cả. Video này là video giới thiệu. Các bạn có những cái con này cần điều khiển từ xa thì mình sẽ có thể hỗ trợ cho các bạn thêm. Sau đó là mình sẽ gửi cho các bạn một số cái link thiết bị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là các cái thiết bị ở phía bên trong cái hộp này mình vừa lôi ra này. Thì có hai con dơ le là 24V. Do cái bộ điều khiển này nó dùng 24 cho nên là mình dùng dơ le 24 kết hợp với lại cái con dơ le 6 chân. Con này là con 8 chân nhưng các bạn chỉ cần con 6 chân là được. Con này 8 chân này thì con này là để đóng tụ thôi. Đấy. Để cấp đóng điện tụ thôi. Thì mình cũng không phải là dân điện tử dân dụng cho nên mình không hiểu là cái con tụ này nếu nó thường xuyên nó đóng vào hai cái cực
thì có sao không, nhưng mình thấy trên mạch của nó là cứ mỗi lần bấm thì tụ nó mới đóng tụ, cho nên là mình cũng ngắt tụ theo. Cái này mình chưa nghiên cứu thêm, mình cứ làm như nguyên bản nhà sản xuất. Đấy, hai con relay này, hai con này mình đấu nối tiếp với nhau, nó tác dụng như một cái con relay ba chân. Đấy, có nghĩa là mình đóng điện bên này và đóng điện bên này. Đấy, đây là ba cái dây lên động cơ mà mình nói đây. Cái dây đỏ này nếu nó nối với dây trắng thì nó quấn lên, mà nếu nó lấy dây xanh thì nó quấn xuống. Đấy, nó nguyên lý rất là đơn giản, nó chỉ vậy thôi. Con động cơ tời nó chỉ vậy thôi. Còn làm sao để cho nó đóng cái mạch này thì mình phải qua một con nhận điều khiển từ xa này. Hai con rơ le này, rơ le này dòng 160A, cho nên là dù tời của các bạn dòng lớn cỡ nào thì sử dụng con này vẫn được. Tời 1000 PA cũng được, tời 1 tấn cũng được. Con này thì nó đóng điện cho cái tụ này thôi, thì không cần nhỏ lắm. Các bạn mua bằng này thứ là được. Đấy, còn các bạn mua luôn bên mình bằng này thứ, bên mình đều có cả cái sạc 24 này nữa này. Đã, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu thấy hay thì cho mình một like, đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo để khi có cái video mới đăng lên thì mình sẽ nhận được ngay cái thông báo đấy.